Cút đi, con chó này thật ồn ào. Mẹ ơi, Bạch Bạch vừa nói chuyện với con đó. Thôi nói gì với con, cô ấy bảo con cút đi. Xong rồi, con trai này đúng là vô phương cứu chữa. Phần lớn vết thương trên người Bạch Bạch là do cắn và xé. Hai loại vết thương này khó lành nhất. Vết thương trên người Bạch Bạch rất nặng. Những ngày tới tốt nhất đừng di chuyển nhiều. Nếu anh tin tưởng tôi, có thể để nó ở lại y quán vài ngày. Cô yên tâm, tôi đã thuê hết quán trọ Phù Vân. Sẽ ở lại đến khi Bạch Bạch khỏe hẳn mới đi. Quán trọ Phù Vân là quán đắt nhất thành Phượng Dương, cao 7 tầng, khiến nó trở thành công trình tiêu biểu của thành nhỏ hẻo lánh này. Y thuật của cô thật cao siêu, gần như sánh ngang với pháp sư nước tôi. Bị thương nặng như vậy mà vẫn cứu được, xem ra Thiên Tông các cô cũng có chút bản lĩnh. Đất nước Ba La của chúng tôi tất nhiên nhân tài đông đúc. Nếu anh tin tưởng tôi thì ngày mai hãy đến thăm anh ấy nâu, hoặc khi nào rảnh rỗi thì ghé qua cũng được. Vậy thật cảm ơn cô nhiều. Lưu Vân vô song lấy ra hai lá vàng đưa cho. Làm phí khám bệnh. Này đại phu, tôi vẫn muốn hỏi cô tên gì. Tôi thấy hình như đã gặp cô ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra được. Tôi tên Hoa Giao Giao. Tôi chắc chắn 100%, chưa từng gặp anh bao giờ. Sao anh còn ở đây vậy? Còn muốn mua thuốc gì nữa à? Không có không có, tôi có em gái, trong tên cũng có chữ Giao, có thể trùng hợp không? Đến lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện tán tỉnh à? Tôi cứ tưởng em gái anh tên là Muội Muội chứ. Lâm Muội Muội gì? Trên đời này người dùng chữ này trong tên nhiều lắm, đâu phải chỉ mình tôi. Lẽ nào anh nhận hết làm em gái? Không phải vậy, Hoa cô nương, xin đừng hiểu lầm. Tôi gọi, đừng, gọi tôi thế nào cũng được, chỉ đừng gọi tôi là Hoa cô nương, cứ như quân xâm lược vào làng vậy. Vậy tôi gọi cô là Giao Giao được không? Hay là anh cứ gọi tôi là Hoa đại phu đi? Được, vậy Hoa đại phu nhé. Lưu Vân công tử, chúng tôi phải đóng cửa rồi. Nếu anh thực sự lo cho Bạch Bạch, sau này đừng đưa nó vào chỗ nguy hiểm nữa. Ngày mai hãy đến nhé. Tôi tuyệt đối sẽ không để Bạch Bạch liều lĩnh nữa. Cô yên tâm, đuổi Lưu Vân vô song đi rồi. Giao Giao ra sau vườn lấy nhiều than đỏ, chôn vào những than chưa cháy hết trong lò. Lò sưởi này, số than này đủ để đốt cả đêm. Lúc đó ban đêm không có ai chăm sóc, nếu lỡ nhiệt độ quá thấp, vẫn có thể gây nguy hiểm tính mạng. Mẹ ơi, hôm nay con không về với mẹ đâu. Con muốn ở lại đây chăm sóc Bạch Bạch. Con chăm sóc được không? Con làm được mà. Vậy con phải cẩn thận đấy, đừng để cháy lông của mình và Bạch Bạch nhé. Khi Giao Giao ra khỏi phòng khám thì thấy Lưu Vân vô song đang đứng ở cửa. Anh ta không nghe lời rời đi. Trời tối rồi, tôi sợ cô một mình về không an toàn. Không cần đâu, không tiện. Chủ yếu là nếu chồng tôi thấy, em là cũng không hay lắm. Chồng cô còn trẻ thế này, sao lại kết hôn sớm vậy? Ai bảo chồng tôi đẹp trai quá làm gì? Cơ hội này không đến lần hai đâu. Lưu Vân vô song như thế bị sốc vậy. Anh ta im lặng không nói gì. Dù nhìn thấy Giao Giao rõ ràng đang đi về hướng quán Phù Vân, anh ta cũng khéo léo không nói gì mà chỉ đi bên cạnh, ánh mắt vừa dò xét vừa suy tư. Em dâu, anh hai, sao hôm nay anh về muộn vậy? Mấy học sinh viết bài luận, viện trưởng bảo anh ở lại giúp chấm bài, nên mất thời gian. Người vừa rồi là ai vậy? Một khách hàng đưa trò đến khám bệnh. Sau khi Giao Giao đi rồi, Phượng Tài cứ ở bên cạnh Bạch Bạch, muốn nói gì đó với Bạch Bạch nhưng lại sợ làm phiền, nó chỉ có thể buôn bực liếm liếm bộ lông. Đây là đâu vậy? Chủ nhân của tôi đâu rồi? Đây là Thiên Thảo Đường, là y quán của mẹ tôi. Cái tên chủ xấu xa đó của cậu đã đi rồi, cậu đừng theo hắn nữa. Hãy theo tôi đi, mẹ tôi tốt lắm. Tôi phải đi tìm chủ nhân của tôi. Cậu cẩn thận một chút nhé. Mẹ tôi đã nói rồi, nếu cậu cử động mạnh quá, vết thương có thể sẽ bị vỡ ra đấy. Bạch Đại cuối cùng cũng nhận ra mình trạng hiện tại của mình tệ đến mức nào, hoàn toàn không thích hợp để ra ngoài tìm chủ nhân. Cút đi. Không được, chủ nhân tôi sẽ không đồng ý đâu. Tại sao vậy? Người đó đâu có tốt gì, hắn bắt nạt cậu. Hơn nữa cậu bị thương nặng như vậy chính là do hắn gây ra. Hắn không phải người tốt đâu, hắn là một chủ nhân tồi. Sau này cậu đừng để ý đến hắn nữa, để tôi nuôi cậu nhé. Là do mấy con sói xấu xa cản đấy, đâu phải do chủ nhân tôi. Chủ nhân tôi rất tốt với tôi. Phượng Tài gần như bị tức chết. Tôi ra sân sau lấy ít than lửa cho cậu nhé, chắc cậu sẽ bị lạnh đấy. Ở đây còn có sân sau nữa sao? Tôi có thể đi cùng cậu không? Bạch Bạch không muốn thừa nhận, thật ra là vì nó không muốn ở một mình trong phòng khám. Nó hơi sợ. Được chứ. Mắt Phượng Tài sáng lên, nó đương nhiên không thể không vui. Phượng Tài nghiêm túc lắc đầu, nó đi trước dẫn đường. Cậu xem, đây là sân sau nhà tôi đó, bên kia toàn là thuốc mẹ tôi trồng, không được động vào bừa bãi đâu. Ở đây có không ít thuốc, đều là do tôi dẫn mẹ lên núi tìm được đấy. Mẹ luôn khen tôi giỏi tìm thuốc lắm. Thật ra cũng không cần khen nhiều thế đâu, tôi quả thật giỏi hơn mấy con sói khác một chút. Vì vậy mẹ mới cho tôi ăn nhiều đồ ngon thế, bánh quy cho chó nữa. Đúng là có rất nhiều thảo dược nhỉ. Ánh mắt Bạch Bạch lướt qua vườn thuốc một lượt, rồi dừng lại ở một cây hoa xanh mới trồng. Không nghe thấy Bạch Bạch trả lời, Vượng Tài cũng nhìn theo hướng cô ấy, thấy cô ấy có vẻ quan tâm nên nói, đây là hôm gặp em đó, mẹ hái từ trên núi về. Cánh hoa của nó toàn màu xanh, rất đặc biệt. Nhưng anh, thế em cũng đặc biệt lắm, rất đẹp.
Giá mà em làm vợ anh thì tốt biết mấy. Bạch Bạch đảo mắt. Con sói háo sắc này, ba câu không rời. Chuyện làm vợ, Bạch Bạch em đừng có đảo mắt. Sẽ biến thành sói bạc tình đấy. Anh mới là sói bạc tình ấy. Để ủng hộ kinh phí cho kênh mọi người hãy subscribe cơ giáp và cày view. Hộp donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.